Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin dại dột Nguyễn Thành Phong lại chui vào vết xe đổ của Tất Thành Cang ngã nhào. Phạm Phú Quốc, người có tin vừa lạ vừa quen. Lạ là vì ông này không phải là quan chức cấp cao của thành phố Hồ Chí Minh mà là quan chức thuộc khối kinh tế. Quen là vì ông này là một trong hai quan chức đã dùng đến 2,5 triệu đô la để mua quốc tịch đảo Síp. Vụ mua quốc tịch EU này làm cho người dân bàn tán một thời gian khá dài rằng làm gì quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam lại có thể giàu đến như vậy. Vào ngày 5 tháng 2 năm 2018, theo lệnh của Chủ tịch thành phố Nguyễn Thành Phong, ông Trần Vĩnh Tuyến trao quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh điều động bổ nhiệm Phạm Phú Quốc giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh thời hạn 5 năm. Ông Phạm Phú Quốc là thành viên không chuyên trách của Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hình ảnh ông Phạm Phú Quốc, người tai tiếng vì dùng tới 2,5 triệu đô la để mua quốc tịch đảo Síp. Ở thượng tầng chính trị Việt Nam, các quan chức đấu đá nhau để giành miếng ăn dữ dội. Ai cũng muốn bổ nhiệm người của mình vào các vị trí béo bở có nhiều cơ hội để trục lợi. Vào ngày 4 tháng 12 năm 2019, Phạm Phú Quốc được ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong ký bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận, thay Tề Chí Dũng đã bị bắt trước đó về hành vi tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Tề Chí Dũng vốn là người của Tất Thành Cang và công ty mới thành lập là nơi có nhiều bổng lộc. Tuy nhiên, do Tất Thành Cang ở bên khối đảng ủy đã nhanh chân đưa Tề Chí Dũng vào vị trí tổng giám đốc để thông đồng với nhau trục lợi. Bị Tất Thành Cang giành chỗ, Nguyễn Thành Phong không cam, nêu nhiều lúc muốn đưa người của phe mình vào đấy. Khi Tề Chí Dũng bị bắt cùng với Tất Thành Cang thì Nguyễn Thành Phong đã nhanh tay đưa Phạm Phú Quốc vào thay ngay. Nhưng cũng không ngờ vị trí này đã làm Tất Thành Cang thân bại danh liệt, thì người muốn chám vào vị trí ấy cũng sắp như Tất Thành Cang. Vào ngày 24 tháng 8 năm 2020, tờ báo Asia thông báo trong thời gian từ năm 2017 đến năm 2018, Phạm Phú Quốc đã mua hộ chiếu vàng của đảo Síp với giá tối thiểu là 2,5 triệu đô la tiền đầu tư vào quốc đảo này. Trả lời báo chí, ông Phạm Phú Quốc nói rằng ông đã có quốc tịch này từ năm 2018, nhưng quốc tịch này do gia đình có trước và sau đó bảo lãnh để ông có quốc tịch. Đây là hình ảnh Tất Thành Cang, người để lại vết xe đổ cho Nguyễn Thành Phong theo. Cũng theo hồ sơ do hãng thông tấn Asia đưa ra, ông Quốc đã có hộ chiếu ship vào tháng 12 năm 2018 cùng lúc với vợ. Nguyên tắc là nếu giữa chừng thời gian làm việc, nhiệm vụ đại biểu quốc hội mà lại có thêm quốc tịch của nước khác thì đại biểu phải báo cáo cho ban công tác đại biểu và đoàn đại biểu quốc hội của thành phố Hồ Chí Minh. Dưới áp lực xã hội và áp lực từ Trung ương, vào ngày 1 tháng 9 năm 2020, ông Phạm Phú Quốc đã phải gửi đơn xin thôi đại biểu quốc hội và thôi giữ chức tổng giám đốc IPC. Ngay trong tuần, đoàn đại biểu quốc hội thành phố họp và gửi công văn báo lên quốc hội để xem xét bãi miễn tư cách đại biểu quốc hội đối với ông Quốc. Có thể ông Nguyễn Thành Phong không biết rằng Phạm Phú Quốc có quốc tịch đảo Síp và cũng có thể ông biết mà ông vẫn cứ bổ nhiệm luôn. Quan chức nhà nước thì quan chức nào cũng tham cả. Tuy nhiên, có người chỉ thích ăn bạo, có người chỉ thích ăn vừa phải. Vị trí Tề Chí Dũng tuy là vị trí ngon ăn nhưng tiềm ẩn rủi ro rất lớn vì vị trí đó đang được Trung ương theo dõi và giám sát chặt chẽ. Sự vội vã của ông Nguyễn Thành Phong đã làm cho ông mất thận trọng và sa chân vào cạm bẫy mà ông Tất Thành Cang đã dính trước đó. Đây là hình ảnh Nguyễn Thành Phong. Hiện nay, tội của Nguyễn Thành Phong đã được khui ra và chất chồng như núi. Tội dùng người sai để đi hậu quả làm cho tài sản của nhà nước bị thất thoát một cách khổng lồ, không thể né tránh. Sắp tới, không biết ông Nguyễn Phú Trọng sẽ chọn bao nhiêu tội để xử lý ông Nguyễn Thành Phong. Chỉ cần một trong các tội ấy, nếu xử lý đúng người, đúng tội, thì cũng đủ đưa Nguyễn Thành Phong vào khám, đoàn tụ với Tất Thành Cang lâu dài. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin VinFast thiêu sống tài xế Phạm Nhật Vượng làm ảo thuật biến đống lửa thành vô hình. Vào ngày 22 tháng 6 khoảng 8 giờ 30 phút sáng, trên đường D thuộc xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, chiếc xe ô tô 7 chỗ bất ngờ bốc cháy dữ dội. Bên trong xe phát hiện
một tử thi đã bị cháy ngồi tại ghế lái. Được biết, chiếc xe ô tô bị cháy thuộc sở hữu của một công ty gốm có trụ sở tại thị trấn Thổ Tàng, huyện Vĩnh Phúc. Công an cũng cho biết nạn nhân là ông NVD, 60 tuổi, giám đốc một doanh nghiệp sản xuất gốm sứ và vật liệu xây dựng ở địa phương này. Chiếc ô tô cũng được xác định được đăng ký chủ sở hữu là của doanh nghiệp này. Đây là hình ảnh so sánh chiếc xe bị cháy và chiếc xe Lux SA 2.0 trưng bày. Chúng là một. Đại diện Ban An toàn Giao thông tỉnh Vĩnh Phúc cho hay bước đầu xác định đây không phải là vụ tai nạn hay sự cố giao thông. Trước khi bị bốc cháy, chiếc xe được nam tài xế chủ động đỗ ở bên lề đường, không lưu thông. Nhân chứng cho biết thời điểm xảy ra sự việc, tài xế đã đánh xe và lái vào ven đường. Ngọn lửa bùng lên rất nhanh, thiêu rụi chiếc xe 7 chỗ. Người trong xe không kịp thoát thân ra ngoài. Vào ngày 26 tháng 4 năm 2020, tức là trước đó, có một chiếc xe 7 chỗ khác cũng bị cháy khi đang lưu thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, khiến cộng đồng mạng xã hội xôn xao. Các bên liên quan đang có những nhận định về nguyên nhân ban đầu khác nhau. Lúc đó, cộng đồng mạng sử dụng mạng xã hội Facebook và chia sẻ rất mạnh vụ chiếc xe VinFast Lux SA bị cháy khi đang lưu thông trên tuyến cao tốc này. Theo ghi nhận từ các đoạn video chia sẻ và ảnh chụp trên mạng, chiếc xe đã bị cháy trơ khung sau sự cố. Đoạn video lan truyền trên mạng cũng cho thấy phần thân xe bị cháy rụi, phần mâm xe cũng cháy và rơi vụn ra chứ không còn được nguyên hình nguyên dạng, có nghĩa là nhiệt độ rất cao. VinFast Lux SA 2.0 hiện có 3 phiên bản giá từ khoảng 1,5 cho đến 1,8 tỷ đồng mỗi chiếc. Đây là hình ảnh hai chiếc có chung một khung. Theo quảng cáo của hãng thì xe VinFast Lux SA 2.0 có đến 6 tính năng an toàn trên và đang ngày càng khẳng định vị thế của một mẫu xe an toàn hàng đầu phân khúc này, mang đến nhiều trải nghiệm vượt trội cho người dùng đã được giới chuyên môn đánh giá cao. Tuy nhiên, chiếc xe này an toàn về vấn đề gì chứ dường như nó không hề an toàn với ngọn lửa. Đấy là câu chuyện cách đây đã 2 năm, truyền thông không thể che giấu được thương hiệu của chiếc xe bị cháy. Lần này, báo chí không cho biết chiếc xe đó là hiệu gì vì đa số tờ báo nhà nước đều im lặng về thương hiệu. Cho nên, có điều gì đó rất mờ ám trong nghệ thuật đưa tin của truyền thông của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Có lẽ rút kinh nghiệm lần trước, lần này ông Phạm Nhật Vượng làm truyền thông khá tốt. Qua công cụ truyền thông trợ giúp, ông Vượng đã biến chiếc xe VinFast Lux SA 2.0 bị cháy thiêu, chết tài xế chìm và lãng quên. Đến nay chưa được bao lâu mà câu chuyện dường như đã lắng xuống. Có thể nói trong lĩnh vực truyền thông, ông Phạm Nhật Vượng xứng đáng là nhà ảo thuật đại tài. Xe bị cháy trơ khung là vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Còn nghiêm trọng hơn nữa là người trong xe không thể mở cửa để thoát thân kịp thời. Các hãng lớn trên thế giới, nếu xe của họ có lỗi, họ sẽ triệu hồi và sửa lại những lỗi ấy. Trong khi đó VinFast thì đã ém thông tin đi để phủi bỏ trách nhiệm. Đây là hình ảnh sau 2 ngày ông Phạm Nhật Vượng đã làm vụ cháy biến mất khỏi truyền thông. Người dân Việt Nam bỏ ra khoản tiền rất lớn, số tiền mà họ có thể mua những chiếc xe Mercedes để mua chiếc VinFast vì lòng tự hào dân tộc. Ông Phạm Nhật Vượng đang kinh doanh lòng yêu nước mù quáng. Tuy họ mù quáng nhưng ông Phạm Nhật Vượng cũng không thể phủi bỏ trách nhiệm được. Nếu cứ ém thông tin như thế thì những chiếc xe Lux SA 2.0 đều là những quả bom lửa hẹn giờ. Điều này rất nguy hiểm cho người tiêu dùng và bản thân gia đình của họ vì bất cứ lúc nào đang lưu thông nó có thể bùng cháy. Bỏ tiền ra mua xe là cả một dịch vụ hậu mãi và mua cả trách nhiệm của nhà sản xuất. Hãy học những hãng lớn trên thế giới phải có trách nhiệm với khách hàng chứ đừng bán xe lấy tiền rồi không xử lý những lỗi kỹ thuật mà người dân không biết. Làm như vậy có thể nói là không có đạo đức kinh doanh.